Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm PNetLab để giả lập các thiết bị mạng. Với phần mềm PNetLab thì chúng ta có thể giả lập hầu hết thiết bị mạng như router, firewall, switch, Windows Server, vân vân của các hãng như là Cisco, Aruba, Fortinet, vân vân để xây dựng mô hình test hoặc trong quá trình nghiên cứu. PNetLab sử dụng các OS tương tự như trên thiết bị thật. Do vậy, chúng ta có thể cấu hình hầu hết các tính năng cần thiết cho mô hình mạng doanh nghiệp hay cả trong data center. PNetLab tương tự như EVENG về cách cài đặt, OS hay là thiết lập các mô hình mạng. Tuy nhiên, mình hay sử dụng PNetLab do nó hỗ trợ chúng ta cắm link mà không cần phải shutdown thiết bị. Với các phiên bản EVE mới thì mình không rõ, nhưng trước kia thì mỗi lần cắm thêm link vào thiết bị, mình cần phải tắt thiết bị đi trước. Nó hơi bất tiện khi mà chúng ta thay đổi mô hình. Thêm nữa là PNetLab cũng có một thư viện có sẵn. Nếu các bạn sử dụng tài khoản online thì có thể vào đây để download các lab có sẵn về. Một số lab sẽ cho phép các bạn download cả OS về, rất là tiện. Lát nữa sau khi cài xong mình sẽ hướng dẫn các bạn download lab về. Tuy nhiên do sử dụng OS giống trên thiết bị thật mà nó cũng yêu cầu cấu hình tương đối cao, nhất là về RAM. Do vậy mà các bạn nên mua những cái máy tính hỗ trợ RAM nhiều một chút thì chúng ta có thể xây dựng được mô hình có nhiều thiết bị hơn. Ok, để download file cài đặt thì các bạn vào website pnetlab.com. Chọn download. Sau đó download file cài đặt về, bản mới nhất hiện tại đang là bản 4.2.10. File cài đặt là file OVA. Các bạn sử dụng VMware Workstation để cài. Chúng ta chỉ cần import vào VMware là xong. Các bạn nên cài vào ổ nào còn chống nhiều dung lượng, tùy theo số lượng file OS sử dụng. Nếu có nhiều file nặng như các phiên bản Windows hoặc Linux thì dung lượng có thể lên tới 50 đến 100GB, dung lượng RAM cũng vậy. Sau khi cài xong thì các bạn có thể thay đổi thông số của PNetLab. Các thông số RAM, CPU và ổ cứng các bạn điều chỉnh tùy theo tài nguyên còn trống ở trên máy của mình nhé. Cạp mạng thì mình sẽ để hai cạp NAT và Bridge để cấu hình cho các mô hình khác nhau. Các bạn nên add cạp NAT vào để các máy ảo có thể truy cập được Internet. Riêng phần Processor thì các bạn cần enable Virtualize Engine lên. Một số máy các bạn cần enable tính năng này trong BIOS nữa. Giờ mình sẽ bật máy ảo lên. Mặc định thì PNetLab sẽ nhận IP DHCP được cấp trên card NAT của VMware. Tài khoản mặc định là root, pass là PNet. Sau khi đăng nhập lần đầu thì PNet sẽ cho chúng ta thay đổi các thông tin này. Password thì các bạn cứ gõ pass mới vào nhé. Nó sẽ không hiển thị các ký tự sao như là bình thường. Domain name thì các bạn thích đặt thế nào cũng được. IP thì các bạn nên đặt IP tĩnh để chúng ta có thể dễ dàng truy cập vào máy ảo. Dải IP này sẽ được cấu hình cùng dải với cạp mạng không mà chúng ta ép vào máy ảo. Như của mình cạp không đang là cạp NAT. Để chọn IP tĩnh thì các bạn dùng phím mũi tên để di chuyển lên xuống, sau đó bấm phím cách để chọn. Sau đó nhập các thông số IP vào. NTP thì các bạn có thể để trống. Proxy chọn Direct Connection. Trong trường hợp các bạn muốn thay đổi thông tin vừa cấu hình thì chỉ cần đăng nhập vào PNet. Sau đó xóa file config đi, lệnh thì các bạn gõ tương tự như mình nhé.
reboot lại Burnett. Sau khi reboot xong thì các bạn vẫn đăng nhập bằng password đã đổi chứ không phải password mặc định nhé. Chúng ta chỉ cần thiết lập lại các thông số như trước là được. Sau đó vào trình duyệt web và truy cập với IP vừa đặt. Burnet Lab sẽ có hai mode để đăng nhập. Với mode online thì chúng ta có thể download và sử dụng tất cả các bài lab ở trên Store và cũng có thể share hoặc bán các bài lab của mình trên Store. Tuy nhiên các bạn cần đăng ký một tài khoản và có Internet. Còn với mode offline thì các bạn dùng tài khoản mặc định là admin, pass là Burnet. Mode offline thì các bạn không cần Internet, tuy nhiên thì các bạn cũng không thể share hoặc là bán các bài lab của mình và cũng chỉ download được một số bài lab có ghi chữ Open ở phía trên thôi. Các bạn nên tạo tài khoản và dùng mode online nhé. Chọn sign up và tạo một tài khoản. Sau khi tạo xong các bạn vào email để active account. Giờ các bạn chỉ cần ép thêm OS của thiết bị rồi tạo các bài lab hoặc tải các bài lab về. Để tải lab về thì các bạn vào menu Download Lab. Ở đây cũng có một menu để các bạn share hoặc bán các bài lab của mình. Trong này có rất nhiều các bài lab được dựng sẵn. Các bạn có thể download về để thực hành theo. Có một số sẽ up thêm cả hướng dẫn cho bài lab đó. Ví dụ như bài lab về SD-WAN này. Trong nội dung có hướng dẫn các bước để cấu hình, các bạn download workbook này về để tham khảo. Rất là chi tiết từ hướng dẫn cài đặt và các bước để cấu hình. Sau khi download xong thì chúng ta quay trở lại với NetLab. Lúc này sẽ có một thư mục Lab from Store ở đây. Các bạn truy cập vào để mở các bài lab đã download về. Còn với các bài lab tự dựng thì các bạn chọn New, đặt tên cho bài lab và thiết lập các thông số cho bài lab. Tại đây các bạn có thể add các nốt vào. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách up OS vào Burnet Lab trong các video tiếp theo. Mình vừa mới cài nên chỉ có OS mặc định cho VPC thôi. Để upgrade Burnet Lab thì các bạn vào menu System, Version. Nếu có phiên bản mới hơn thì các bạn chỉ cần bấm upgrade lên là xong. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Burnet Lab và thiết lập một số thông số cơ bản. Trong các video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải OS của các hãng và cấu hình trên Burnet Lab nhé. Các bạn nhớ subscribe để nhận thông báo về các video này nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.